Này thôi ông nhỏ chạy xe đạp đây. Nhanh lên. Xe đạp quay lại con. Đạp racing 92 cả. Rồi lần đầu tiên ông này ông tập nhanh, cái đó giờ anh không biết đạp, ông này mới xíu là biết đạp rồi. Mùa hè thôi thôi. Ghê thắng ghê. Nó lên. Quậy quá trời quậy. Đi lên xe, dây đàn qua kia rồi con. Quay cái giường bông nhỏ nhỏ mà này không biết đâu. Bơi đóng được đét này khúc này. Lóc chứ, để em lóc đi. Mới đóng. Mình đóng được đi thì đóng đi, đi ra làm sao luôn. Chuẩn bị chắc 2 tuần nữa là xong. Tới chỗ rồi, giờ cả nhà chuẩn bị đi ăn đây. Hô lại nha, giữ lại. Số 14 á. Để đợi nái bên kia. Lấy tay đóng lại. Đây được rồi. Đi vô. Chỉ đổ bên kia không chạy đi bên 13 thành 14 cho nó sớm 14 đâu mà ông. Ủa sao nó vô rồi? Vô đâu, nãy giờ tới trước thấy đâu. Vậy trong kia. Vô cái là có cái bàn luôn bên kia nha. Bi ngồi đi. Cái bò của cô Bi hả? Mấy biết làm 200 đồng á hả? Cái rổ được 100 bạc này hả? Trời có mấy miếng 100 bạc mà mẹ ơi. 4, 5. Chiếc tàu chỉ là 2 năm hả? 200. Phong mới đi, cả nhà đi ăn. Bỏ bên kia đi đâu đây? Thôi được rồi. Giờ quay phim là không thấy té ăn cầu ra. Thấy ăn cầu ha. Ăn cầu thích quay phim nhỉ? Thôi ăn đi. Nướng bò đi, nóng chưa? Đá nóng chưa? Quay hướng này đây. Ủa cái miếng này ở trên đó là gì vậy? Ở trên đầu tàu á. Này hả? Là gì vậy? Cái này giống đắp nè, cái kia về xe bì kìa.
ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ủa hàng kia đâu rồi? Hàng chiếc xào đẹp quá quay. Mới rồi đi. Mới rồi đi mà. Sao? Gì giỏi. Cái nước sốt trắng với cái cơm cơm bột nè. Súp hả? Ủa cơm. Ủa cơm ngẫu hả? Cơm á. Cơm canh. Cơm canh. Cơm canh. Cơm canh. Cái món này lạ nhất là kiểu kiểu mà cháo cháo trộn 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 cháo dinh dưỡng, cháo dinh dưỡng. À, ai cho biết con vật nha, đi con vật phải biết ăn con vật nha, trộn đều lên. Vì có con gạo nếp hả? Ủa gạo lứt. Ôi cái kè lót rồi nữa nè. Con nhỏ ăn cơm rồi. Người được miếng ăn ăn cho biết bò và bò Wagyu bò Kobe. Cái này ăn tái cho nó ngon nên ăn nái. Hỏi nó kêu bò gì á, ăn đâu phải bò đó đâu. Wagyu. Wagyu á. Trời ơi có mấy miếng mà trăm bạc. Thế kiểu nói ăn gấp miếng nó tiếng hồ tôi làm, ăn miếng tiếng hồ tôi làm. Mắc quá à. Bò đó ra chai lạnh. Ngon hả cơm, ngon hả? Ngon hả? Ủa mấy bà bữa nay làm ra tiền nhiều mà cứ kêu đại chứ ăn no thôi. Mua nhẹ đây cơm trộn của Nhật Bản nè. Có gạo lứt hả? Có mực, có tôm, mà nó có sốt không? Có trứng. 500 nữa hả? Hả? Có con leo gì đó nè. Ăn đồ Nhật phải uống rượu sake. Còn cái miếng bò nè. Đó, cái lớp mỡ, lớp thịt, mỡ thịt. Ngon chứ không? Ăn là tan chảy trong miệng luôn hả? Bập 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 chứ còn gì vậy. Vậy hả? Em chưa gắn luôn nha, bữa nay ăn lần tiên luôn á. Giờ chưa tính hả? Tính chưa? Tính rồi. Thường em loại mà con bạch đi em nó ngon nhưng mà thấy thấy dễ là mình vừa ăn là mát âm mà ăn là mát hồng dân là ăn là mát rồi ạ. Ăn mực trong kia được á, mực ăn mực được á, đó ờ mực đó, ờ mực đó con ăn được á. À, cá cá sống ăn ăn cho ăn thử hơn đúng không? Ủa sao kêu chay rượu nữa kêu hả? Chưa uống chưa xuống bao tử rồi đẻ chai rồi hả? Mười độ không? Một ly bằng hai hốc bia. Cái này gan gì gan cá mập hả? Cái này nó phở này. Chơi thử ăn. Chơi người thì vui. Gan cá người hả? Không biết gì. Ồ nó béo. Thì review hơi ngon thì em coi em ăn thử đi. Ra cái gì béo hả? Đúng là cá đuối rồi. Béo quá đi, béo quá
thơm nữa. Chị ra cái nắp. Ngon ra ngon lên rồi. Cắt dĩa là cho hai, cho 20 đồng hả? Nãy gan cả, đây cá mập. Giờ 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 đâu có ăn kem mà. Gì vậy? Tha gỗ phải không? Đây đây, kem này đâu có thơm mùi ấy ngon không? Mùi chai lỗ thiệt. Thiệt, cái đó thiệt. Cái đó thiệt. Ngon. Cho bà hả? Ngon. Giỏi rồi, mới cho bà nè. Mới cho lỗ hả? Mới cho lỗ. Mới ăn thôi. Mới nước chờ. Mới nước chờ. Mới nước chờ. Mới nước ôi ơi, đừng quay mình cỡ luôn không? Ôi thôi, thôi. Không, lạnh quá hả? Ê, ê, quá. Cao mà muốn cơm bự lên lạnh đi. Đây, lùng người ta phải đứng trên đây xích đào rồi thấy tụi đó, đó. Lò dễ lấy thiệt cũng ta bị luôn.